in the clock, on the dashboard, the alarm, it was sounding. I said, this isn't goodbye. They said we're too young for this, but not too young to forget. Too young for this, but not too young to forget. Buổi lễ vu quy và tại gia đình họ nhà cái và họ nhà trai chúng tôi cũng sẽ dự buổi lễ vu quy và sẽ tổ chức được đón cháu về hội trường gia đình họ nhà trai để tổ chức lễ thành hôn. Thì tôi cũng xin phép được giới thiệu, tôi là ông bác của cháu Cao Thắng. Hôm nay cũng rất vinh dự được sự tín nhiệm của gia đình ông Tiến và bà Thúy, cũng như là được sự ủy quyền của các cụ trong họ. Hôm nay đã tiến cử tôi làm trưởng đoàn đại biểu tới gia đình và được vinh dự được các quý vị đại biểu, các cụ, các bà bên gia đình họ nhà gái đã tiếp đón gia đình họ nhà trai chúng tôi rất tình cảm, rất thân mật. Và cái chương trình dự lễ vu quy ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được một ý như thế này ạ. Sau khi mà gia đình họ nhà trai chúng tôi được dự lễ vu quy của gia đình họ nhà gái tổ chức để đưa cháu về họ nhà trai chúng tôi, thì cũng xin mời là thời gian thông báo thời gian của gia đình họ nhà trai chúng tôi sẽ xin được đón dâu vào thời gian 10 giờ kém. Vậy rất kính mong các quý vị đại biểu bên nhà gái cùng với họ nhà trai chúng tôi sẽ cùng chung vui buổi lễ vu quy và đưa cháu về hội trường gia đình họ nhà trai tiếp tục tổ chức lễ thành hôn, chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Thì trước khi có lời cuối cùng thay mặt cho gia đình, cũng xin một lần nữa xin được cảm ơn tới các quý vị cùng toàn thể các quý vị đại biểu đang có mặt trong hội trường hội hôn ngày hôm nay, một lời chúc sức khỏe, chúc tất cả các quý vị mạnh khỏe và chúc cho buổi lễ vu quy, buổi lễ thành hôn của hai cháu ngày hôm nay thành công tốt đẹp ạ. Xin chân thành cảm ơn ạ. Kính thưa tất cả các ông, các bà, các bác, các cô, chú dì cùng tất cả anh em, quê họ trai thân mến,
hôm nay là ngày đầu xuân và cũng là cái mùa của cây cối đông trời nảy lộc ra hoa đậm trái. Chúng tôi có cháu gái là bác Quỳnh Anh được bên nhà trai đến xin đón về làm dâu con ở bên họ nhà trai. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị của hai họ nhà gái cũng như nhà trai đã có mặt trong buổi lễ vu quy hôm nay. Một lần nữa xin chúc sức khỏe tất cả mọi người một năm dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn. Như vậy là vừa rồi thì quan viên hai họ cũng như là các quý vị đại biểu chúng ta đã được dự buổi lễ vu quy tại hôn trường của gia đình họ nhà gái tổ chức lễ vu quy, và chương trình tổ chức lễ vu quy đến nay cũng đã là hoàn tất. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ để gia đình họ nhà trai chúng tôi có lời để xin đón dâu. Trước hết, thay mặt cho gia đình họ nhà trai chúng tôi một lần nữa xin được chân thành cảm ơn tới sự quan tâm tiếp khách nhiệt tình của các cụ, công, các bà, các bác bên nhà gái đã dành tình cảm cho gia đình họ nhà trai của chúng tôi. Và chỉ còn ít phút nữa thôi thì gia đình họ nhà trai chúng tôi được phép xin dâu về tổ chức tại gia đình họ nhà trai được đúng giờ. Vậy rất mong là các quý vị đại biểu bên gia đình họ nhà gái cùng với gia đình họ nhà trai chúng tôi tổ chức đưa cháu Quỳnh Anh lên xe hoa tiếp tục trở về hội trường của gia đình họ nhà trai để cùng dự buổi lễ thành hôn. Chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu, xin chân thành cảm ơn ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà,
cô dì chú bác cùng anh chị em bên họ nhà trai thân mến. Trong tiết trời mùa xuân rộn rã, tôi xin thay mặt họ nhà gái gửi tới tất cả quý quan viên của hai họ có mặt trong buổi lễ thành hôn của hai cháu Nguyễn Cao Thắng và Phạm Quỳnh Anh một lời chúc sức khỏe, chúc một năm mới an khang thịnh vượng. Kính thưa quý vị đại biểu, tôi là ông ngoại của cháu Phạm Quỳnh Anh. Được cháu cho biết là có quen với anh Cao Thắng. Sau khi hai cháu quen nhau đã về xin phép bố mẹ hai bên và gia đình được tiến hành tìm hiểu. Sau một thời gian tìm hiểu, hai cháu thấy ý hợp tâm đầu, có thể xây dựng trăm năm hạnh phúc, đã về xin phép bố mẹ hai bên và họ hàng để tiến hành buổi hôn lễ như ngày hôm nay. Trong một thời gian qua, cháu Quỳnh Anh được sự yêu thương đùm bọc của các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác bên họ nhà trai. Và đến hôm nay thì các thủ tục được bên họ nhà trai cũng như họ nhà gái tiến hành đầy đủ theo phong tục cổ truyền của quê hương cũng như pháp luật của nhà nước để cho hai cháu tiến hành buổi lễ thành hôn. Trong suốt thời gian mà hai cháu tìm hiểu, đã được các cụ, các ông, các bà, các bác, cô dì giúp đỡ để cho hai cháu được tiến hành lên vợ, lên chồng như ngày hôm nay. Trong những ngày mùa xuân, mùa của cây cối đông trồi, ra hoa, đậu quả, lại được sự hiển diện của quý vị đại biểu hai họ nhà trai cũng như nhà gái. Nhà gái chúng tôi xin phép được trao cháu Quỳnh Anh cho họ nhà trai để được làm dâu con. Và tôi mong rằng trong thời gian qua, cháu Quỳnh Anh đã được sự giúp đỡ của các cụ, các ông, các bà, các bác, cô dì bên họ nhà trai. Thì sự yêu thương và đùm bọc ấy sẽ tiếp tục theo năm tháng ngày càng phát triển sâu nặng hơn, như cây cối mùa xuân ngày càng xanh tươi mãi mãi. Và cũng tin rằng các cụ, các ông, các bà, các bác, anh dì, chú bác sẽ tiếp tục giúp đỡ và chỉ bảo để cháu Quỳnh Anh xứng đáng là dâu hiền của các cụ. Ông cũng chúc cho hai cháu có một cuộc sống hòa thuận và vui vẻ, hạnh phúc đến trọn đời. Tôi cũng xin thay mặt họ nhà gái xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em bên họ nhà trai đã dành cho bên nhà gái chúng tôi. Và một lần nữa thì xin thay mặt họ nhà gái xin gửi tới tất cả quý vị quan viên hai họ nhà trai cũng như nhà gái đã có mặt trong buổi lễ thành hôn của hai cháu Cao Thắng và Quỳnh Anh ngày hôm nay có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thịnh vượng. Cuối cùng xin kính chúc sức khỏe tất cả mọi người. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác cùng toàn thể các quý vị đại biểu khách quý của cả hai gia đình chúng ta đang có mặt trong buổi lễ thành hôn để chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho chú rể Cao Thắng và cô dâu Quỳnh Anh ngày hôm nay. Vâng, để thỏa lòng mong ước của cả hai gia đình, mong rằng con trai mình trưởng thành rồi thì dựng vợ và con gái lớn khôn rồi thì gả chồng. Và điều mong muốn ấy đến nay đã trở thành hiện thực. Cháu Cao Thắng và Quỳnh Anh sau một thời gian quen nhau, tìm hiểu nhau, trong thời gian thương yêu nhau, hai cháu cũng đã đưa nhau về ra mắt và thư thiện với các cha mẹ hai bên, và được sự đồng thuận của cha mẹ hai bên đã nhiệt tình giúp đỡ
và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cháu có cơ hội được gần gũi nhau hơn, tìm hiểu nhau chín chắn hơn. Và thời gian mới đến nay đã thực sự chín mùi. Được sự thống nhất của cả hai gia đình, được sự chuẩn y của chính quyền địa phương đã công nhận cho hai cháu nên vợ thành chồng. Và ngày hôm nay đây là ngày mùng 4 tháng 3 năm 2024, tức ngày 24 tháng 1 năm Giáp Thìn là ngày lành tháng tốt. Gia đình họ nhà trai chúng tôi vừa mới dự lễ vu quy tại khách sạn gia đình họ nhà gái vừa được tổ chức xong, và bây giờ lại mời các quý vị đại biểu cùng trở về hội trường gia đình họ nhà trai chúng tôi để cùng dự buổi lễ thành hôn, chúc mừng buổi lễ thành hôn trăm năm cho hai cháu ngày hôm nay. Thì xin thưa với các quý vị, vừa rồi thì một bác đại diện của gia đình họ nhà gái cũng đã lên phát biểu và trao dâu cho gia đình họ nhà trai của chúng tôi. Thì vinh dự tôi là bác của cháu Cao Thắng, ông bác của cháu Cao Thắng, đại diện cho gia đình họ nhà trai hôm nay được lên sân khấu để đón cô dâu từ họ nhà gái đã trao dâu lại cho gia đình họ nhà trai của chúng tôi. Vâng ạ, và đây là cô dâu của dòng họ Nguyễn chúng tôi đây ạ. Và kể từ giờ phút này thì cháu Quỳnh Anh đã chính thức làm con dâu của gia đình ông Tiến và bà Thúy, và cũng là cháu dâu của dòng họ chúng tôi. Và cháu Cao Sơn cũng sẽ là con rể của ông bà, ông Hậu và bà Duyên. Vì vậy tôi cũng mong rằng tình cảm của hai cháu trăm năm bền vững, và cũng xin được chúc cho hai gia đình thông gia, hai nhà như một đều có trách nhiệm với con, với cháu của mình. Và ông cũng xin chúc, cầu chúc cho hai cháu đầu năm tổ chức, cuối năm sinh em bé. Dù rằng là con trai hay là con gái thì cũng là những công dân vàng của dòng họ chúng tôi. Rất mong rằng sự có mặt của các quý vị ngày hôm nay đã động viên tinh thần cho các cháu rất nhiều. Và một lần nữa thì cũng thay mặt cho gia đình nhà gái, nhà trai chúng tôi xin được cảm ơn tới sự hiện diện của các quý vị đại biểu. Và xin mời các quý vị đại biểu chúng ta cùng tiếp tục mời chầu mời nước và cùng dự buổi lễ hạnh phúc trăm năm cho hai cháu ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt cho gia đình nhà trai xin chân thành cảm ơn ạ. Mà khó khăn cùng đương đầu.